Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Lào Cai hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Lào Cai đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mối liên kết tuần hoàn giữa nông dân và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Hội hữu nghị Cuba Việt Nam do ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào Cai. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã giới thiệu những tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai. Mong muốn thời gian tới, ngài đại sứ với vai trò cầu nối sẽ giới thiệu các doanh nghiệp Cuba đến Lào Cai tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt là đối với sản xuất dược phẩm, chế biến sinh học và sản xuất lương thực. Tỉnh Lào Cai cam kết tạo mọi điều kiện ưu đãi tốt nhất cho các doanh nghiệp Cuba đến đầu tư kinh doanh tại địa phương. Trong tháng 8 này, Lào Cai dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng mời ngài đại sứ tham dự và kết nối, mời các nhà đầu tư doanh nghiệp Cuba tham gia hội nghị. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Lào Cai, ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen cũng chúc mừng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với các vấn đề mà tỉnh Lào Cai đang quan tâm, ngài đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ để có thể phát huy tiềm năng thế mạnh của hai bên. Ngài đại sứ cũng cảm ơn và nhận lời mời tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch và các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc do Lào Cai tổ chức. Nhân dịp này, đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đã đến thăm cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành và thị xã Sapa. Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm lo, bảo vệ cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp với ngành y tế tổ chức 13 đợt khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.360 lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Các chương trình nồi cháo tình thương, suất cơm nhân đạo tiếp tục được duy trì tại Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Bệnh viện Đa khoa các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Văn Bàn, Mường Khương, Sapa. Theo đó, trên 10.400 lượt người bệnh nghèo đã được nhận các suất ăn miễn phí như cơm, cháo, bánh mì với tổng trị giá trên 156 triệu đồng. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, cấp hội tỉnh đã vận động ủng hộ các khu cách ly, trường học, trạm y tế trên địa bàn trên 13.000 chiếc khẩu trang, 450 chiếc chăn ấm, trợ giúp 17 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị mắc COVID-19, thăm hỏi và hỗ trợ 12 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau dài ngày, với tổng trị giá trên 180 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, liên kết sản xuất giữa 4 nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp được quan tâm, tạo sự thay đổi trong phương thức làm kinh tế của bà con nông dân, đặc biệt là tạo được sự kết nối trong chuỗi sản xuất hàng hóa nông nghiệp ở vùng cao Lào Cai. Phóng sự sau đề cập nội dung này. Tham gia liên kết trồng cây chuối cấy mô từ năm 2019, mọi kỹ thuật từ đào hố, bón phân, chăm sóc đến sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đều được ông Ma Quán Xài thực hiện theo đúng hướng dẫn. Do vậy cây chuối cho nảy to, đều quả. Cây chuối thì thu nhập cho gia đình là nếu mà như năm nay chẳng hạn thời gian này thì khoảng 2 đồng 2 đến 3 đồng một kg thì chỉ trồng khoảng 1.000 cây chuối thôi thu được hơn 100 triệu rồi. Thì một có cái hợp tác xã nữa, anh em trồng cây chuối ở đây thì bao giờ bà con cái thu nhập cho gia đình thì cũng ổn định và không phải đi làm thuê nhiều. Thì hợp tác xã có hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là con giống và hướng dẫn họ trồng và bao tiêu sản phẩm cho họ. Thì khi mà họ có sản phẩm, hợp tác xã sẽ thu mua và xuất đi sang bên Trung Quốc. Bà con ở đây thì đa số là làm về mô hình thì cũng chưa hoàn toàn làm tốt theo như là tiêu chuẩn của hợp tác xã, sẽ luôn luôn tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để cho họ nâng cao cái chất lượng sản phẩm hơn để bán giá thành cao hơn.
Trước đây, những sản phẩm nông sản không liên kết sản xuất, mạnh ai nấy làm thì sẽ khó tiêu thụ, thị trường không ổn định. Từ thực tế này, bà con nông dân ở xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã khắc phục bằng cách thành lập hợp tác xã để hỗ trợ sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Điển hình như trong sản xuất cây dưa leo. Trong cái quá trình trồng, chăm sóc thì cái cây dưa leo này nó khá hiệu quả và tính ổn định của thị trường rất là cao, tại vì là doanh nghiệp người ta đã là đứng ra bao tiêu sản phẩm. Chúng tôi đang triển khai thí điểm 1 hectare. Xem cái hiệu quả và cái giá trị của cây, sau đó mới nhân rộng mô hình và đang liên kết với công ty ở dưới Bắc Giang để làm cái dưa chuột để tạo cái đầu ra cho nó ổn định, tăng thu nhập cho mọi thành viên. Hiệu quả của việc liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được chứng minh qua thực tế. Tại Lào Cai, ngoài địa bàn vùng thấp, nông dân các địa phương vùng cao cũng đang ngày càng nhân rộng cách làm này. Tiếp sức cho bà con, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng và phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi cung ứng, mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân, góp phần thúc đẩy một nền nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ trở lại bình thường là những dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Tuy nhiên, những biến động của giá xăng dầu thế giới đã tăng áp lực lên nền kinh tế, tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng, ảnh hưởng tới đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ lạm phát nếu không được kiểm soát tốt. Cụ thể, trong 7 tháng năm nay, giá xăng dầu đã được điều chỉnh 19 đợt, trong đó 6 đợt giảm, 13 đợt tăng. Nhìn chung, giá xăng dầu tăng mạnh so với cùng kỳ là một trong những nguyên nhân chính đẩy giá các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ thiết yếu tăng cao. Theo Cục Thống kê Lào Cai, 6 tháng của năm 2022, CPI của tỉnh tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng liên tiếp, giá ga chất đốt cũng chung đà tăng. Sang tháng 7, giá xăng dầu đã có sự điều chỉnh giảm 6.000 đồng trên 1 lít. Tuy vậy, chỉ số CPI của tỉnh tháng 7 vẫn tăng 3,38% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng của năm 2022, chỉ số CPI của tỉnh tăng 2,04% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, đà tăng của giá xăng dầu đã tác động trực tiếp đến túi tiền, chi phí sinh hoạt của người dân. Với một địa phương chủ yếu là du lịch, dịch vụ như Sapa, thì áp lực tăng giá càng dễ nhận thấy khi cả người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ đều phải chật vật với bài toán chi tiêu để thích ứng. Trong căn phòng chật hẹp, gia đình chị Phạm Thị Nhung đang chuẩn bị bữa cơm. Tiền thuê nhà hàng tháng cộng với giá cả leo thang trong thời gian qua khiến chị Nhung buộc phải cân nhắc cho từng món. Em thấy ở Sapa thì nó là, thứ nhất nó là khu du lịch. Thứ hai thì em cảm thấy cái giá cả nó sẽ đắt hơn ở dưới Lào Cai. Vì cái lượng khách nó lên thì đâm nó sẽ kéo theo dân dùng nhiều, ví dụ như rau củ quả nhiều lên thì nó nhu cầu nó phải tiếp ứng nhiều thì em cảm thấy nó đắt hơn. Không chỉ các hộ gia đình chịu tác động về giá sinh hoạt tăng cao, các nhà hàng khách sạn ở Sapa cũng đang chật vật tính toán lại bài toán kinh tế khi giá thực phẩm tiêu dùng thời gian qua có chiều hướng tăng mạnh. Nhiều chủ nhà hàng khách sạn cho biết những nguyên vật liệu chính như rau, thịt lợn, thịt gia cầm phần lớn đều phải nhập từ thành phố lên. Khi giá xăng tăng ngay lập tức đã tác động mạnh đến giá nguyên vật liệu đầu vào. Cái thực phẩm là hầu như là chủ yếu đến 80% là cung cấp dưới Lào Cai lên. Chứ còn Sapa này mà chủ động được thì ít lắm. Chỉ có rau, những cái rau đặc trưng của Sapa hoặc là ấy thôi chứ... Bình thường ở Sapa này gần như là không, chỉ chủ động được khoảng 20% về thực phẩm thôi. Nên là cái giá và thành bao giờ nó cũng cao hơn ở dưới Lào Cai với các nơi khác một chút. Cô đi Cúc Phương nhá, hay là đi Sầm Sơn các thứ thì khác, nó rẻ hơn đây rồi. Còn đây thì đắt hơn. Cô cũng nghĩ là xăng dầu nó lên nên là người ta chuyển lên là tính chất du lịch đông người nên sẽ đắt thôi. Thưa quý vị, với khu du lịch Sapa là như vậy. Còn tại một số địa phương vùng thấp của tỉnh như thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, nơi giao thông được đánh giá là thuận lợi hơn, thì giá các mặt hàng thời gian qua vẫn còn neo ở mức cao. Đặc biệt là khi giá xăng dầu sau những lần điều chỉnh gần đây đã giảm tới hơn 6.000 đồng một lít. So với thời điểm cao nhất, thì giá các mặt hàng khác vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ghi nhận tại chợ trung tâm huyện Bảo Thắng, những ngày gần đây,
giá các mặt hàng vẫn ở mức cao. Thịt lợn dao động từ 105 đến 110.000 đồng trên 1 kg, cao hơn so với tuần trước từ 10 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Xăng thì xuống rồi nhưng mà giá thịt thì hơi cao. Mong là nó xăng xuống cái thứ xuống thì cũng mong là nó xuống theo ấy. Mong giá cả bình ổn cho bà con đi nó vất vả. Khi giá xăng dầu tăng, ngay lập tức giá các mặt hàng đều tăng theo. Tuy nhiên khi giá xăng dầu đã giảm đáng kể thì giá nhiều mặt hàng vốn nhạy cảm với giá xăng lại xuống khá chậm, thậm chí đã tăng rồi là giữ nguyên chứ không giảm. Các mặt hàng nước ngọt như là nước ngọt, bia, nước giải khát thì đang tăng giá rất là cao. Chắc là do nguyên liệu đầu vào giá nó vẫn cao, đâm giá hàng hóa nó vẫn chưa giảm. Mong muốn nhà mình là người dân đi lao động sử dụng mọi thứ này thì bây giờ mình muốn là các thứ nó giảm để mình sinh hoạt nó dễ hơn. Doanh nghiệp vận tải hàng hóa này mỗi tháng tiêu thụ hơn 30.000 lít xăng dầu các loại. Mặc dù trong những kỳ điều chỉnh gần đây, giá xăng dầu đã giảm, tuy nhiên đơn vị này vẫn chưa thể hạ giá cước vận tải. Đại diện doanh nghiệp này lý giải. Thế nên là bây giờ cái việc giảm nó mới chỉ giảm một chút thì nó vẫn chưa đánh giá được cái thực tế, cái chi phí mà doanh nghiệp đang phải gánh trong cái quãng thời gian vừa rồi. Và kể cả cho dù có giảm như vậy cũng chưa đảm bảo được cái chi phí để mà vận hành cái việc vận chuyển nó thực sự được là tốt. Đại diện nhiều doanh nghiệp vận tải khác cũng viện dẫn việc họ phải bù lỗ quá nhiều ngày khi giá xăng dầu liên tục leo thang từ đầu năm đến nay. Do vậy, việc giảm giá dịch vụ là chưa thể. Bên cạnh đó, chu kỳ điều chỉnh xăng dầu rút ngắn xuống còn 10 ngày trên một lần. Nên dù đã có sự điều chỉnh, nhưng chưa đủ để các doanh nghiệp vận tải giảm giá dịch vụ. Như hiện nay đang giảm thì cũng rất tốt cho doanh nghiệp. Nhưng ngược lại là nếu cứ thất thường trong vòng 10 ngày, thì doanh nghiệp cũng rất là vất vả. Khi mỗi lần mà doanh nghiệp có điều chỉnh lại giá, thì sẽ vất vả. Thứ nhất là về đăng kiểm lại đồng hồ. Như doanh nghiệp của tôi bây giờ còn gần 100 cái đầu xe. Nếu mà để đi kiểm định lại đồng hồ thì phải mất khoảng 5 đến 6 ngày. Việc giảm giá xăng dầu là nỗ lực rất lớn của chính phủ nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đưa giá các mặt hàng về mức bình ổn. Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, cùng với nỗ lực của chính phủ thì cũng cần có những giải pháp phù hợp. Theo các chuyên gia kinh tế, bên cạnh việc chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, thì việc tăng cường quản lý nhà nước về giá của các cơ quan chức năng là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Các cái chợ tiểu thương ấy, thì cái giá của chúng ta nó lại khó điều chỉnh. Tại vì là cái việc quản lý chi phí nguyên nhiên liệu cũng như là các cách tính thuế của chúng ta hiện nay thì rất là khó để chúng ta áp vào cho các cái mặt hàng đó. Thế nên là quản lý thị trường cũng như là các cơ quan thuế cần phải siết chặt quản lý hơn nữa đối với lại giá cả của các mặt hàng này. Đại diện một số doanh nghiệp vận tải cho biết hiện chu kỳ điều chỉnh xăng dầu đã rút ngắn còn 10 ngày trên một lần. Tuy nhiên so với giá dầu thế giới vẫn còn chậm. Nếu có thể rút ngắn được chu kỳ điều chỉnh hơn sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho các doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là cái việc điều chỉnh, trước hết là cái việc điều chỉnh có thể là nó linh hoạt hơn một chút. Tức là nó có thể cái khoảng cách để mà điều chỉnh nó ngắn lại một chút. Tại vì là giá dầu thì nó thay đổi nó khá thường xuyên và liên tục. Thế nên là càng cái chu kỳ ngắn thì cái việc giữa doanh nghiệp và kể cả là nhân dân thì đều là những người hưởng lợi. Về khách quan, tại Lào Cai nhiều mặt hàng tiêu dùng đều phải nhập từ dưới xuôi lên, nên sau mỗi đợt biến động về giá xăng dầu, hàng hóa phải chịu thêm chi phí vận chuyển. Để giải quyết vấn đề này, việc thu hút các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất ngay tại địa phương để giảm bớt chi phí cũng là điều cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 240 ngày 18 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế phí liên quan đến xăng dầu tiêu dùng, nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Việc nghiên cứu giảm thuế phí liên quan đến xăng dầu là để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ chính sách tiền tệ cho cả trước mắt và trung hạn. Đến đây, chương trình Lào Cai hội nhập của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.